Ơi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ra khu gần này chơi thì mình phát hiện có rất là nhiều chiếc xe đã bị treo lơ lửng trên cây nè các bạn ơi. Wow, có rất là nhiều bên trong nữa, không biết là ai đã trói những cái bạn xe này lên. Hôm nay mình cùng các bạn đi giải cứu những cái bạn xe này nha các bạn ơi. Bây giờ mình tiến lại đây, mình xem coi. Ôi, ai trói nè các bạn ơi, trói bằng cái cọng dây xích nè các bạn. Ở đây mình thấy cái bạn xe này cũng rất là đẹp nha. Bây giờ mình giải cứu. Úi, trời ơi, nó bị gớt xuống rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ giải cứu cái bạn xe này nha các bạn. Cùng nhau giải cứu thôi. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để dưới đất nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Một cái chiếc xe container nè các bạn. Quá đẹp luôn. Bây giờ mình để đây và lại đó mình giải cứu cái bạn xe này nha. Thôi mình lôi cái bạn xe này nha, ra nha. Lôi ra luôn. Dời, nặng quá các bạn ơi. Nặng quá. Lôi lên nha. Dỡ bạn lên nha. Wow, một cái chiếc xe rất là nặng và khổng lồ nha các bạn ơi. Mình để đây. Quá đẹp luôn. Một cái chiếc xe công đó các bạn. Rồi, tiếp tục tiến vô sâu trong rừng để mà giải cứu những cái bạn xe này nha. Đây là một cái chiếc xe bồn chở xăng dầu nè các bạn. Rồi mở ra thôi. Và một cái chiếc xe rất là đẹp đó các bạn. Bây giờ mình sẽ để dưới đất mình kéo lại nha. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Xe này thì có rất là nhiều màu sắc nè các bạn. Cái hộp này nè các bạn ơi. Cái hộp này có chứa đồ chơi bên trong nè các bạn. Bây giờ mình giải cứu cái bạn này và mình mở hộp ra luôn nha các bạn ơi. Mình coi coi cái hộp này là cái hộp gì. Quá đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở cái hộp ra coi, mình xem cái chiếc xe này là xe gì các bạn. Xe gì đây? Wow, đây là xe điều khiển nè các bạn ơi. Ở đây là cái tay cầm điều khiển nè, nhưng mà mình không biết chiếc xe này là xe gì. Để mình lấy ra coi. Ôi, đây là một cái chiếc xe máy xúc cát nè các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn. Bên trong có pin nữa nè các bạn ơi. Bây giờ mình lấy pin ra nha. Chắc là mình phải lắp pin vô đây. Rồi mình lắp cái nắp lại nha các bạn ơi. Cái nắp đây. Rồi bây giờ mình hoạt động chiếc xe nha các bạn. Mình cho xe chạy tới nha. Wow, mình cho xe ve lại nha các bạn ơi. Mình cho chiếc xe nó xoay vòng vòng nha các bạn. Hay quá các bạn ơi, ve lại thôi. Đẩy cái thùng ngã luôn kìa các bạn. Bây giờ mình thử mình xúc cát nha các bạn ơi. Xúc cát thử nha. Wow, một cái chiếc xe rất là đẹp nha các bạn. Hay quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình mang cái bạn xe này lại đây, mình để đây nha. Rồi, mình để đây và bây giờ mình vô khu rừng, mình giải cứu nữa nha các bạn. Đây, mình có một cái chiếc xe gì đây. Đây là xe gì các bạn? Đây là một cái chiếc xe ben chở cát nè các bạn ơi. Rồi, giải cứu bạn này luôn nha. Mình mang ra đây nha các bạn ơi. Rồi, mình để đằng đây luôn nha. Để vô. Rồi, mình để đây đây. Đi vô trong thôi. Chiếc xe gì đây các bạn? Đây là một cái chiếc xe bồn trộn bê tông. Wow, rất là đẹp á. Bây giờ thử mình rung cái nhánh cây này coi nó ngã không. Không ngã được các bạn ơi. Rồi, bắt buộc là bây giờ mình phải gỡ cái cọng dây xích này ra rồi các bạn ơi. Wow, một cái chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp các bạn ơi. Rồi, mình để đây nha các bạn. Tí nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Mình lại đây. Mình lại đây. Còn 3 chiếc nữa các bạn ơi. Mình thấy đây còn 3 chiếc nè. 1 2 3. Wow, còn rất là nhiều. Wow, một cái chiếc xe tải chở hàng nè các bạn. Rồi bây giờ mình lấy chiếc xe này xuống nha các bạn ơi.
Đó. Trời ơi, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Đã quá à. Rồi, mình để đây nha các bạn. Mình đã tìm được cũng rất là nhiều rồi đó ha. Ở đây có một cái chiếc xe treo lên lửng nữa rồi các bạn ơi. Wow, một cái chiếc xe gì đây. Rồi, mình tháo xuống luôn nha. Cái chiếc xe gì đây các bạn. Hình như là một cái chiếc xe chở thú hay sao á. Xe tải chở thú rồi các bạn. Bên trong mình thấy có một cái con dê nè. Hình như là mình thấy còn một chiếc nữa thôi là mình đã giải cứu thành công rồi đó các bạn. Một cái bạn xe Ben. Rồi, mình giải cứu cho bạn này nữa nha. Ok rồi các bạn. Wow, các bạn ơi, mình đã tìm được bao nhiêu đây món nè các bạn. Nè, mình đếm thử xem. Một món nè, hai món nè, ba món, bốn món, năm món, sáu món, bảy món và 8 món đồ chơi luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở, mình khui ra, mình khám phá cho các bạn cùng xem nha các bạn. Mình sẽ mở cái chiếc xe này đầu tiên nha các bạn. Đó, mình thấy chiếc xe này đẹp quá nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là một cái chiếc xe tải chở hàng nè các bạn. Cái bánh rất là cao nha các bạn ơi. Cái bánh đẹp lắm luôn á. Wow, tuyệt vời quá các bạn. Để mình xem cái trong thùng này có gì không. Mình mở bửng ra nha. Trống rỗng rồi các bạn, không có gì hết trơn á. Rồi mình đóng lại nha. Cái xe này có hai màu nha các bạn ơi. Cái thùng là màu trắng nha các bạn. Vậy còn cái đầu xe cabin là màu gì các bạn? Là màu đỏ nha, rất là đẹp luôn. Còn cái mâm xe là màu gì các bạn? Là màu vàng nha các bạn. Rất là đẹp nha. Đẹp quá. Rồi tiếp theo bây giờ các bạn muốn mình khám phá cái chiếc xe nào nữa? Bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe này đi. Mình lôi cái này lại nha. Kéo lại nha. Rồi mình mở ra nha các bạn. Ok các bạn ơi. Wow, một cái chiếc xe container chở ô tô máy xúc nè các bạn. Rất là bự ha. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình xem coi chiếc xe này là xe gì các bạn. Đây là một cái chiếc xe máy xúc lật nè các bạn ơi. Đẹp quá à. Ui các bạn ơi, hình như là xe này mình lắp ráp được nè các bạn. Mình tháo được luôn á các bạn ơi. Đây là một cái chiếc xe ben nè. Đẹp quá à, các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tháo cái bánh xe ra cho các bạn xem nè. Cái bánh xe này mình tháo được luôn các bạn. Đó. Các bạn xem nè. Đó, hay chưa? Hôm nay mình sẽ làm kỹ sư nha, mình tháo cái bánh ra nha. Đó, mình tháo cái bánh xe bên đây luôn nha các bạn. Tháo ra luôn nè. Đó, các bạn thấy hay chưa? Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh xe này, mình lắp qua đây nha các bạn ơi. Đó. Rồi, mình vặn ốc lại nha. Đó, hay chưa? Các bạn thấy mình làm kỹ sư hay chưa? Quá tuyệt vời luôn nha các bạn. Cái bộ đồ chơi này rất là tuyệt vời luôn. Đã quá các bạn. Bây giờ các bạn xem mình tháo cái bánh xe container nè. Mình tháo cái bánh này ra nha các bạn. Mình tháo cái bánh và mình tháo cái bình dầu ra luôn nha. Bình dầu đó các bạn. Mình lấy cái bánh ra luôn. Đó, hay chưa? Rồi mình tháo cái bình dầu ra nè các bạn.
Đó, hay chưa? Rồi, bây giờ mình lắp lại cho các bạn xem nè. Đó, mình khám phá mà các bạn. Đó. Rồi, mình vặn lại nha. Quá hay luôn các bạn ơi. Còn cái bánh nữa nha. Wow, các bạn thấy mình giỏi chưa? Rồi, để xe lên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở xe đồ chơi nữa nha các bạn ơi. Mình ở đây mình còn nhiều xe được đồ chơi chưa được khám phá. Đó, mở chiếc xe này ra nha các bạn ơi. Ui, đây là một cái chiếc xe bồn trộn bê tông nè các bạn, rất là đẹp luôn ha. Ở đây có một cái tay quay nè các bạn ơi, để mình quay nè. Chà, đã quá ta. Chiếc xe này nhìn nó cao quá các bạn ơi. Đó, cái bánh rất là cao luôn, rất là to cao nha. Đẹp quá. Để mình xem xe này có số xe không. Ui có nè các bạn ơi, 268932 nè. Đó các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy cho mình biết chiếc xe này có mấy màu các bạn. Mình thấy cũng có nhiều màu đó. À, cái đầu xe là màu gì các bạn ơi? Là màu cam nha. Còn cái bồn trộn bê tông là màu gì các bạn? Là màu trắng nha. Rất là đẹp nha các bạn. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ mở chiếc xe container này ra nha các bạn ơi. Bây giờ mình thấy cũng trễ rồi đó các bạn ơi. À, mình tranh thủ mình mở ra mình khám phá cho các bạn xem nha các bạn. Chà, là một chiếc xe container nữa nè các bạn ơi. Ồ, chiếc xe này nhìn đã quá à, các bạn ơi. Mình thấy chiếc xe này có nhiều bánh lắm luôn á. À, bánh nè, bánh nè, bánh nè. Rồi bây giờ nè, mình di chuyển nè. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình lại là lấy cái đầu xe ra nè các bạn. Đó, thấy chưa? Hay chưa? Rồi bây giờ mình lắp ráp lại cho bạn xem nè. Đó, thấy chưa, mình làm kỹ sư mà. Rồi tiếp tục nha các bạn. À, trong kia còn hai món nữa kìa các bạn ơi. Đó. Rồi mình mở ra nha. Ui, đây là một chiếc xe tải ben nè các bạn ơi, nhưng mà mình thấy nó lạ lắm nha các bạn. Đó, mình chưa thấy chiếc nào mà nó lạ lắm luôn á, lạ và độc lắm luôn. Ở đây không có cát để mà mình xúc lên xe ben nha các bạn ơi. Đẹp lắm. Rồi tiếp tục, bây giờ mình mở chiếc xe kia nha các bạn ơi. À, mình lấy lại đây. À, rồi mình mở mình khám phá cho các bạn xem nha các bạn ơi. Mình tranh thủ nha, trời cũng sắp tối rồi các bạn. Tối hù luôn rồi các bạn ơi. Đó. Trời ơi, là một cái chiếc xe ben nè các bạn. Ui, xe gì mà nó bị hư hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại cho các bạn xem nè. Lắp cái lồng này lại nha. Ê, khoan khoan khoan, mình để hai con thú này vô nữa các bạn ơi. À, bên đây mình thấy có một con thú nữa nè. Con này là con bò sữa nè các bạn ơi. Rồi, bỏ bạn bò sữa vô. Lắp ráp lại. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ mình kéo đi nha các bạn. Đó, mình kéo đi vòng 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 nha. Các bạn nhìn xem, mặt trời đó cũng lặn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ điều khiển một chút xíu nữa nha các bạn ơi. Ui, 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 ui. Bây giờ mình xúc cái lồng thú này luôn nè. Cho hư luôn nha các bạn. Ui, sắp hư rồi, sắp hư luôn rồi. Ui, hư rồi. Mình phá cái lồng này luôn nha. Mà đẩy xe đi luôn kìa các bạn. Rồi, múc. Phá luôn. Ui, sắp gớt con bò ra rồi kìa các bạn ơi. Gớt con bò ra rồi kìa. Mình đẩy con bò đi luôn. Xúc.
Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình nhìn lại lần nữa rồi mình đi về nha các bạn. Quá nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ thử mình đếm thử xem ở đây mình có bao nhiêu chiếc xe nha các bạn. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 nè, 8 9 10 và 11 chiếc xe đồ chơi nha các bạn ơi, tuyệt vời quá. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, mình xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.